Vâng, cái con đường ra khởi nghiệp á thì nó gặp rất là nhiều chông gai. Bản thân mình á thì mình thất bại, cái thất bại đầu đời nhất của mình đó là khi mà mình làm ra cái xưởng gỗ. Cái lúc nhỏ thì nó cũng ra khá là thuận lợi, nhưng mà cái vướng của mình đó là khi mà doanh nghiệp nó lớn lên á thì cái đội ngũ nhân viên nó lớn lên gần 200 bạn, và thế là mình cái năng lực quản lý mình nó không có tới. Cái đó là đặc trưng chung của doanh nghiệp Việt Nam chúng ta, nó không có tới, và chừng cuối cùng nó dẫn đến đó là mình không có kiểm soát được chất lượng. Cái thất bại nó lớn quá, nó gây đến cho mình mất tiền, mất xưởng, bán nhà, bán cửa rồi ra nhà trọ ở. Như vậy thì đó có phải là thất bại cay đắng nhất, đau đớn nhất hay không ạ? Chính xác luôn. Từ cái lúc mà một người mà không có tiền, trước đó là mình đi kinh doanh nước mắm thì mình lại làm được. Nhưng mà cái thất bại đau nhất của cái xưởng gỗ là cái thời điểm đó, là thời điểm mà mình có tiền và mình tưởng rằng là mình giỏi rồi. Thì đúng là ngay cái giây phút mà mình nghĩ rằng là mình giỏi rồi thì đó là cái giây phút mà mình thất bại.